Xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác, cô chú, anh chị em đang đến với kênh YouTube của shop Phạm Huấn. Đấy thì như các bác đã có quen thuộc với shop em rồi, thì bên em chủ yếu là phân phối các mặt hàng là Nhật, Hàn, Mỹ, Đức. Đó, và phân phối rộng rãi nhất thì là các mặt hàng của Nhật bãi các nhá, đồ Nhật bãi. Thì Nhật bãi thì có nghĩa là đồ mới, đồ cũ, thì bên em đều thanh lý đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, hàng thanh lý siêu thị rồi hàng sản phẩm mới thì bên em đều cập nhật đầy đủ luôn, từ đời sống gia đình, đời sống xã hội, đời sống cá nhân. Thì gần như là các mặt hàng của bên em đều đáp ứng đầy đủ trong đời sống luôn các bác nhá. Đấy thì mở đầu video thì em lại giới thiệu một những cái câu nói quen thuộc thôi, thì giới thiệu cho các bác cách thức để liên lạc đặt hàng của bên em các bác nhé. Đây thì như các bác đang theo dõi trên màn hình đây, thì giới thiệu cho các bác đây là ba số hotline của bên em. Đấy, các bác đặt hàng đấy, bác có thể liên hệ qua ba số này các bác nhé. Đấy, xem video mà thấy cái số điện thoại bên em đề cập đầu tiên này thì các bác nhớ đặt hàng. Đấy, gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin. Nếu mà gọi điện rồi thì sẽ không có nhắn tin nữa, và nhắn tin rồi thì sẽ không gọi điện nữa các bác nhé. Đấy thì đây là ba số hotline. Còn đối với các bác mà muốn nhắn tin gửi hình ảnh qua Zalo thì các bác có thể kết bạn hai Zalo hai số dưới này giúp em nhé, thì bên em sẽ trích đơn cho các bác. Đấy, ngoài ra thì mua sản phẩm từ bên em thì cứ hóa đơn từ 400.000 trở lên và từ hai sản phẩm trở lên các bác nhé, thì bên em sẽ hoàn toàn miễn ship cho các bác luôn. Đấy, ngoài ra thì cũng giới thiệu cho các bác đây là cái địa chỉ hiện tại của bên em các bác nhé. Đến địa chỉ cơ sở chính hiện tại của bên em là Ủy ban nhân dân xã La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Đấy, đại lý Hương Giang. Đó thì bên em thì về cái mặt hàng Nhật bãi thì bên em đang phân phối là bên phân phối kiểu online. Đấy thì chủ yếu làm việc qua online. Đấy, các bác mà muốn đặt hàng thì cứ liên hệ qua ba số này giúp em. Thì lưu ý với các bác là khi mà các bác xem video ấy, mỗi sản phẩm ấy thì bên em sẽ giới thiệu rất là kỹ, rất là rõ tên sản phẩm, mã sản phẩm và giá của sản phẩm. Nên các bác xem và các bác lưu ý để khi mà đặt hàng ấy thì tránh trường hợp là mình nói nhầm mặt hàng này xong mình muốn mặt hàng kia. Đấy thì nó rất là phiền phức giữa người và những người nhận. Rồi để mở đầu cho video ngày hôm nay thì em giới thiệu cho các bác sản phẩm đó là dạng hộp mũi khoan đa năng các bác nhé. Đấy, giới thiệu cho các bác sản phẩm đó là dạng hộp mũi khoan đa năng. Thì cái hộp này thì nó sẽ bao gồm có 5 mũi và có 5 cỡ luôn các bác nhé. 5 mũi theo kích cỡ là 5 cỡ luôn. Đấy, nhỏ nhất là 6 cộng này, 6, 8, 10, 12. Nó sẽ có 5 kích cỡ như vậy. Đấy, tương đương với 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly. Đó, vì sự khác nhau giữa số cái mũi 6 và 6 cộng này thì nó sẽ chênh lệch nhau là to bé hơn nhau một chút các bác nhé. Và cái hộp này thì bên em đang phân phối với giá đó là 180.000. Đấy, bên em ký hiệu nó là hộp mũi khoan đa năng, gồm có 5 mũi bên trong hộp như này các bác nhé, 180.000. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác sản phẩm đó là dạng mà tu vít, bộ tu vít đỏ vàng. Đấy, chuôi cánh cầm của nó là màu đỏ vàng, bên em ký hiệu nó luôn là bộ tu vít đỏ vàng các bác nhé. Thì một bộ này thì bao gồm nó sẽ có 6 đầu tu vít. Đấy, 6 đầu tu vít thì nó sẽ tổng hợp là đầu dẹp và đầu tròn thì đều có đủ luôn các bác nhé. Đấy, đầu tròn và đầu dẹp thì đều có đủ và bao gồm là 7 cây. Thì bộ này thì bên em đang phân phối với giá đó là 160.000 các bác nhé, 160.000 bao gồm 7 cây vít. Đấy, cho các bác xem nhé, đầu dẹp và đầu 4 khe đầy đủ luôn. Đấy, bé to, kích cỡ bé to thì đều có hết. Các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là bộ tu vít vít đỏ vàng các bác nhé, bộ vít đỏ vàng 160.000 gồm có 7 cây như thế này. Đấy, sử dụng rất là tiện luôn, sử dụng công việc hay sử dụng gia đình rất dễ dùng luôn các bác nhé. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác sản phẩm đó là dạng dây thắt lưng dù, dây dù các bác nhé, dây nịt thắt lưng bằng dù. Đấy, chất liệu sản xuất của nó là bằng dù. Đây, giới thiệu cho các bác. Thì về cái dạng dây dù này, cái chiều dài của nó thì nó dài tầm 1m các bác nhá. Đấy, về cái độ chiều dài của nó thì dài tầm 1m. Đấy, chất sản xuất của nó hoàn toàn là dạng chất dây dù luôn các bác nhá, chất dù. Đấy, thì các bác nhắc đến chất dù là các bác biết rồi, chất lượng của nó rồi, rất là chắc chắn luôn, sử dụng lâu dài các bác nhá, sử dụng rất là lâu dài luôn. Đấy, thì về cái dạng thắt lưng bên em ký hiệu nó là dây nịt của Mỹ các bác nhá, dây nịt của Mỹ ở đây, chỗ thắt lưng cài của nó USA rất là rõ ràng luôn các bác nhá. Đấy, USA, đấy, chữ dập chìm luôn. Đấy, chữ dập chìm nổi tiếng của hãng luôn các bác nhá. Và về cái dây nịt Mỹ này, dây thắt lưng của Mỹ này thì bên em đang phân phối với giá đó là 120.000 các bác nhá, 120.000. Đấy, các bác mà rất thích dạng dây thắt lưng này thì lên mã cho em đó là dây nịt của Mỹ, dây thắt lưng hoặc là dây nịt của Mỹ, 120.000 các bác nhá. Đấy, nhìn rất là ok luôn. Màu này thì nó không phải là cái dạng màu sáng nên là mình đi đâu, mình đi dự tiệc hay mình đeo đi đâu cũng rất là tiện nhá, không quá là nổi trội đâu. Đấy, các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là dây nịt, dây thắt lưng dù, 120.000 của Mỹ. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác sản phẩm đó là dạng USB nhé các bác nhé, ổ cắm USB, vừa có cổng cắm USB, vừa có chân tròn và chân dẹt tổng hợp luôn các bác nhé. Đấy, thì về cái dạng USB thì bên em đang có hai dạng, đó là dạng USB cắm trực tiếp vào ổ và dạng USB có dây cắm các bác nhé. Đấy, sẽ có hai dạng như này. Thì về cái dạng USB cắm trực tiếp thì ngoài ra nó sẽ có chức năng là kia công tắc để mình bật đèn ngủ luôn các bác nhé. Đấy, công tắc bật đèn ngủ là công tắc riêng và nó có nhiều ổ cắm hơn. Nhưng mà nó là bất lợi của nó là nó cắm trực tiếp vào ổ thì nhiều lúc mà mình muốn dòng đi đâu cũng không dòng được. Thì về cái dạng USB này thì bên em đang phân phối với giá đó là 100.000 các bác nhá. Về cái dạng USB cắm trực tiếp là 100.000.
Đấy, in rõ chữ UFB trên ổ luôn các bác nhá. Đây, hàng này là hàng thanh lý Nhật, thanh lý kho siêu thị Nhật. Đó, đấy là dạng không dây là 100.000. Rồi tiếp theo giới thiệu sang cho các bác đó là dạng có dây. Đấy nhá, dạng có dây nhìn rất là tiện luôn các bác nhá. Rất là đẹp và rất là tiện. Thì về cái dạng có dây này thì bên em đang phân phối với giá đó là 130.000. Đấy, nó ít ổ cắm hơn nhưng mà nó đa dạng các bác nhá. Nó có dây. Đấy, mình dòng đi đâu cũng rất là đa dạng mà nhìn nó hàng nó là mới, rất đẹp mắt luôn các bác nhá. Đấy, nhìn mẫu mã rất là đẹp luôn. Đấy thì có dạng có dây này thì bên em đang phân phối với giá đó là 130.000 các bác nhá. 130.000. Đấy, made in Japan, in trên UFB rất là rõ ràng luôn. Đấy, các bác mà ưa thích thì lên cho em mã sản phẩm nó là dạng UFB có dây 130.000 các bác nhá. Đấy, dạng có dây 130.000. Đó, còn dạng thường là 100.000 các bác nhá. Dạng thường có đèn ngủ là 100. Đấy, các bác xem video thích mã nào thì lên cho em mã sản phẩm đó các bác nhá. UFB có dây là 130.000, UFB không dây có đèn ngủ là 100.000 các bác nhá. Đấy, sẽ có hai dạng như vậy. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác sản phẩm đó là dạng dìu các bác nhá. Dìu thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác hai sản phẩm, đó là dạng dìu của Nhật và dìu của Đức. Đây thì ban đầu thì em đi vào trước cho các bác đó là dạng dìu của Nhật các bác nhá. Dìu của Nhật, Nhật thì là hãng Asahi của Nhật, hãng rất là nổi luôn các bác nhá. Và nó là cán cam đen. Đấy, cái dìu này nếu các bác sử dụng chặt đục đẽo cây, đục đẽo gỗ gia đình, hoặc là các bác mà đi rừng dãy thì các bác mang đi chặt cây mưu sinh ấy. Đấy, sinh tồn thì rất là ok luôn các bác nhá. Đấy, cuộc sống sinh tồn. Các bác mà đi rừng núi thì sắm đi rất là tiện luôn. Thì về cái dạng dìu của Nhật này thì nó là dạng cán cam đen. Đấy, nó chỉ có một mẫu này. Nó là dạng cán cam đen và đang phân phối với giá đó là 250.000 các bác nhá. Đấy, 250.000. Tên mã sản phẩm là dìu Nhật 250.000. Các bác mà thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là dìu của Nhật 250.000 các bác nhá. Đấy, dùng để chờ mục đích chính của nó là đục cây, đẽo cây, đục gỗ. Rồi tiếp theo bên cạnh con dìu Nhật thì em giới thiệu nốt cho các bác đó là dạng con dìu Đức các bác nhá. Dìu Đức. Đây. Về cái dạng dìu Đức này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 270.000 các bác nhá. 270.000 con dìu Đức. Đấy, hàng bãi Nhật nhưng mà độ mới thì gần như là 99% luôn các bác nhá. Đấy, về cái dạng dìu Đức. Đó thì dìu Đức thiết kế của nó là nó sẽ kết hợp hai màu, đó là màu xám đen các bác nhá. Đấy, kết hợp hai màu xám đen và phiền tay cầm của nó hoàn toàn được đúc thêm một lớp cao su nữa, cầm rất là an toàn. Khi mà mình sử dụng mình đẽo cây đục gỗ thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái phần tay của mình các bác nhá, rất là êm tay luôn. Đó thì con dìu nhờ Đức này thì đang phân phối với giá là 270.000 các bác nhá. 270.000. Đấy, và tổng chiều dài của cái dạng dìu Đức và dìu Nhật này về cái phần chiều dài thì nó dài tầm 40 cm các bác nhá, tầm 40 cm. Đấy là tổng dìu luôn các bác nhá. Nhìn đấy, thiết kế rất là đẹp luôn, nhìn rất là mới. Đó, 270.000 con dìu Đức, các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là con dìu Đức 270.000 hoặc là con dìu Nhật 250.000 các bác nhá. Đây sẽ có hai mã sản phẩm cho các bác lên như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác sản phẩm đó là dạng tỉa lông mũi các bác nhá. Sản phẩm là tỉa lông mũi. Đây, tỉa lông mũi được đựng trong hộp hoàn toàn mới luôn các bác nhá. Made in Germany, rất là rõ ràng luôn. Hàng hoàn toàn mới được đựng trong hộp nhôm. Đấy, thì cái dạng tỉa lông mũi này thì nó là sẽ sử dụng bằng cơ tay các bác nhá, sử dụng bằng cơ tay. Thì là một cái dạng hộp tỉa lông mũi này thì nó sẽ có hai chi tiết. Một là cái máy tỉa lông mũi bằng cơ tay, hai là cái que để mình phủi bụi đi. Đấy, cái que để mình khi mà mình tỉa xong ấy mà mình muốn sạch hơn thì mình sẽ sử dụng cái que này để vệ sinh mũi mình các bác nhá. Đấy, thì cái dạng tỉa lông mũi này thì bên em đang phân phối với giá đó là 100.000 một sản phẩm như này các bác nhá. 100.000 một sản phẩm như này. Đấy, các bác mà muốn sử dụng rất là dễ dàng thôi. Các bác cho cái phần ống tròn này vào cái phần mũi của mình. Để các bác dùng cái này, các bác kéo từ từ nhé. Các bác mà kéo nhanh nhiều lúc mà nó rụng thì nó sẽ bị đau. Nên các bác cứ sử dụng từ từ cho em. Đấy, nó sẽ có chức năng là nó tỉa lông mũi các bác nhé. Nó tỉa lông mũi. Đấy, các bác để ý nhá. Đấy, nó xoay như này là nó đang tỉa đấy. Đấy, thì cái sản phẩm tỉa lông mũi này thì bên em phân phối với giá là 100.000. Các bác mà yêu thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là tỉa lông mũi 100.000 các bác nhé. Đấy, sản phẩm tỉa lông mũi 100.000, sử dụng rất là dễ dàng. Rồi tiếp theo thì em lên cho các bác mã sản phẩm đó là dạng môi tỉa múc canh các bác nhé. Môi tỉa múc canh. Đây, về cái dạng môi tỉa thì hiện tại bên em đang phân phối hai dạng như này. Đầu tiên đi vào trước cho các bác đó là dạng môi múc canh. Đấy, thì cái chất đúc của nó hoàn toàn là bằng inox các bác nhé. Đấy, hoàn toàn bằng inox 304, có ký hiệu trên môi rất là rõ ràng luôn, in chìm luôn các bác nhé, khắc chìm luôn. Thì về cái dạng môi múc canh này thì bên em đang phân phối với giá đó là 110.000 các bác nhé. 110.000 một môi múc canh như này. Đấy, thì môi này nó là hoàn toàn là bằng inox nên là nó sẽ không có cái vấn đề nó bị rỉ nó xảy ra. Đấy, sử dụng thời gian lâu dài bền bỉ các bác nhá, rất dễ sử dụng luôn. Đấy, cầm rất dễ sử dụng. Đấy, thì bên em ký hiệu sản phẩm này nó là môi múc canh các bác nhá, môi múc canh hay 110.000. Các bác mà thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là dạng môi múc canh 110.000 các bác nhá. 110.000. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng hoàn toàn mới tinh các bác nhá, đảm bảo các hàng hoàn toàn mới luôn. 110.000 một môi múc canh. Rồi tiếp theo thì giới thiệu sang cho các bác dạng thìa. Thìa múc canh hoặc là thìa để mình ăn cơm.
đấy, có hai chức năng, vừa ăn cơm vừa múc canh. Đây giới thiệu cho các bác dạng thìa. Dạng thìa thì chất đúc của nó cũng là ký hiệu 304 luôn các bác nhé. Đấy, hoàn toàn đúc bằng inox 304, rất là rõ ràng luôn. Thì về cái dạng thìa này thì bên em đang phân phối với giá đó là 40.000 một chiếc các bác nhé, 40.000 một chiếc. Đấy, nhiều lúc mà nhà mình có khách mà mình muốn sử dụng cho nó đẹp đồng bộ thì các bác nên sắm cái bộ thìa này về. Đấy, chủ yếu là múc ví dụ như mình ăn cháo hay là mình múc canh, dùng trong cái bát nhỏ mà mình múc thì nó nhìn nó rất là lịch sự luôn các bác nhé. Đấy, dùng cái dạng thìa này múc canh, múc cháo hay là múc canh trong cái bát phần bát của mình ấy. Đấy thì nó rất là lịch sự. Thì cái dạng thìa này thì bên em phân phối với giá là 40.000 một chiếc các bác nhé. 40.000 một chiếc thìa múc canh hay là thìa ăn cơm. Đấy, rất là nhạy luôn, hàng hoàn toàn mới các bác nhé. Các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là bộ thìa, thìa múc canh 40.000 một chiếc, hoặc là môi múc canh 110.000 một chiếc các bác nhé. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác sản phẩm đó là dạng nạo tròn đa năng các bác nhé. Nạo tròn đa năng thì con nạo này nó sẽ có hai chức năng, vừa là nạo sợi vừa là nạo vỏ luôn các bác nhé. Đấy, vừa nạo sợi vừa nạo vỏ thì cầm cái dạng tròn như này thì nó rất là an toàn cho cái phần tay của mình. Đấy, phần tay của mình và cái phần nạo này thì nó được tách biệt hoàn toàn nên là sử dụng rất là ok các bác nhé. Đấy, nạo thì rất là nhạy, hàng hoàn toàn mới luôn. Thì về cái dạng sản phẩm nạo tròn đa năng này thì bên em đang phân phối hiện giá hiện tại của nó là 80.000 một chiếc các bác nhé. 80.000 một chiếc nạo tròn đa năng. Đấy, nạo hình dọc, nó là dạng nạo tròn hình dọc, 80.000 một chiếc. Các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là dạng nạo tròn đa năng các bác nhé. Bên em ký hiệu của nó là dạng nạo tròn đa năng. Đấy, cho các bác xem rất rõ sản phẩm luôn để các bác đặt hàng tránh bị trường hợp là lên nhầm đơn các bác nhé, lên nhầm sản phẩm. Thì đây là nạo tròn đa năng, đấy 80.000 một chiếc. Nó sẽ có hai chức năng, vừa nạo tròn vừa nạo sợi luôn các bác nhé. Vừa nạo vỏ vừa nạo sợi luôn, 80.000 một chiếc. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác sản phẩm đó là dạng kéo cắt may, kéo cắt vải các bác nhé. Đây, kéo này thì chuyên cho các bác là thợ may này, hoặc là các bác mà trong gia đình mà các bác muốn tự sửa chỉnh sửa quần áo thì các bác sử dụng cái dạng này cũng rất là tiện luôn. Đấy, kéo này là kéo ký hiệu của nó là kéo 12 inch các bác nhé, 12 inch. Đấy, made in Japan, trên kéo rất là rõ ràng luôn, chuyên để cắt vải cho các thợ may, sử dụng rất là tiện các bác nhé. Đấy, rất là sắc và đảm bảo với bác kéo là hoàn toàn mới luôn các bác nhé. Kéo hoàn toàn mới luôn. Và về cái dạng kéo may này thì bên em đang phân phối với giá là 250.000 một chiếc các bác nhé. 250.000 một chiếc kéo cắt may. Đấy, kéo cắt vải các bác có thể gọi tắt là kéo may. Đó, 250.000 một chiếc, các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là kéo may các bác nhé. Kéo may 250.000 một chiếc, hàng hoàn toàn mới, made in Japan, rất là rõ ràng luôn các bác nhé. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác đó là sản phẩm đó là búa đóng đinh các bác nhé. Búa chuyên đóng đinh. Thì hiện tại bên em đang phân phối một dạng thông dụng như này, đó là cán cam đen búa chuyên đóng đinh. Và ký hiệu của nó là búa BD1 các bác nhé. Nó nặng tầm 1 cân và đang phân phối với giá đó là 150.000. Chức năng của nó là chuyên đóng đinh các bác nhé, chuyên đóng đinh. Đấy, rất là tiện luôn và hàng là hàng mới các bác nhé, hàng mới. Đấy, búa chuyên đóng đinh BD1, 150.000 và nặng 1kg. Đấy, rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác sản phẩm đó là dạng cặp kéo cắt tỉa cành các bác nhé. Cặp kéo cắt tỉa cành Asaki. Đấy, nó sẽ có tên riêng luôn. Đấy, để tránh cái trường hợp mà nó đặt hàng mà nó bị nhầm lẫn ý. Bởi vì về cái dạng kéo cắt tỉa cành thì bên em cũng đang có mấy dạng, nên là bên em sẽ mỗi kéo thì có sẽ ký hiệu riêng. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác đó là cặp cắt kéo cắt tỉa cành Asaki các bác nhá. Đấy, Asaki. Để tránh bị trùng với những cái kéo cắt tỉa cành kia thì bên em ký hiệu riêng nó là cặp kéo cắt tỉa cành Asaki. Đấy, thì đi theo bộ như này thì bên em đang phân phối với giá đó là 300.000 một bộ các bác nhá. 300.000 một bộ, gồm có một kéo cắt và một kéo tỉa Asaki. Đấy, in trên kéo rất là rõ ràng luôn các bác nhá. À, chữ thì đây cho các bác xem, chữ in trên kéo rất là rõ ràng luôn. Đấy, một cặp của nó thì sẽ có một kéo tỉa và một kéo cắt các bác nhá. Các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là bộ cắt tỉa cành Asaki. Đấy là 300.000 bộ như này. Còn bán lẻ thì bên em cũng bán lẻ về cái dạng bán lẻ kéo cắt tỉa này, dạng tỉa cành này thì bên em đang phân phối với giá đó là 150.000 một chiếc các bác nhá. 150.000 một chiếc, đấy là giá bán lẻ của nó là về cái dạng tỉa cành. Còn về cái dạng cắt cành thì bên em đang phân phối với giá đó là 160.000 các bác nhá. 160.000, đó là giá bán lẻ của kéo cắt cành 160.000. Còn khi mà các bác đã mua theo cả bộ, một kéo cắt, một kéo tỉa Asaki thì bên em sẽ phân phối với giá đó là 300.000 một bộ các bác nhá. Đấy, các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là kéo cắt cành Asaki, kéo tỉa cành Asaki, hoặc là kéo cắt tỉa cành Asaki. Các bác nhớ nói thêm cái chữ Asaki vào nhá để tránh trường hợp bị nhầm. Đấy, bị nhầm sản phẩm. Đó, 300.000 một bộ như này các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho các bác bộ kìm cắt bấm tút dây. Thì giới thiệu cho các bác đây là cái bộ 3 các bác nhá. Bộ 3 cắt tút dây thì nó sẽ có 3 chiếc như này. Chức năng của nó là bấm cắt tút, hội tụ đầy đủ trong 3 cái kìm này luôn. Thì bán theo bộ như này thì bên em đang phân phối với giá đó là 480.000 một bộ các bác nhá. 480.000 một bộ, còn có 3 chiếc như này. Đấy, hàng Kaboshi của Nhật, hàng hoàn toàn mới luôn. Phần tay cầm thì hoàn toàn được đúc bằng thêm một lớp cao su nữa để an toàn cho bản thân sử dụng.
Đó. Đấy, thì người ta hay có cái câu là trong nghề mới biết mục đích của nghề nó là gì. Đấy thì các bác trong nghề thì các bác sẽ nhìn cái kìm này, các bác sẽ biết được chức năng của nó là nó sẽ có những cái làm được mục đích gì các bác nhá. Đấy và chủ yếu chức năng của nó là cắt, bấm, tuốt, dây. Đó, các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm, đó là bộ kìm. Bộ kìm 3 các bác nhá, bộ kìm 3 chiếc 480.000. Rồi video hôm nay thì em xin phép là em sẽ giới thiệu qua cho các bác một vài sản phẩm quen thuộc như vậy thôi. Đấy thì các bác mà thấy kênh hay, đi qua kênh thì cho bên em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để bên em có thêm động lực nhập về những cái mặt hàng mới, giới thiệu sản phẩm cho các bác để ngày một mở rộng shop hơn, ngày giúp shop một hoàn thiện hơn. Các bác mà xem video và có những muốn góp ý, đấy thấy video nó chưa được hoàn thiện cho lắm thì các bác có thể đưa ra góp ý ở phần dưới bình luận các bác nhé. Đưa ra góp ý ở dưới bình luận để bên em sẽ xem và rút kinh nghiệm để ngày một thứ nhất là video thì một ngày một hoàn chỉnh hơn, sẽ có những lời nói hay hơn để thu hút. Và thứ hai là ngày một mở rộng shop hơn. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay. Các bác mà muốn xem cập nhật những video mới nhất mà hiện tại bên em hay lên thì các bác sẽ tìm vào cho em shop Phạm Huấn hàng Nhật Bãi vào khung giờ là 11 giờ trưa và 6 giờ chiều. Thì đấy là hai khung giờ chính để bên em phát sóng. Đấy các bác mà muốn xem cập nhật những cái mặt hàng mới nhất thì các bác sẽ vào khung giờ đấy, hai khung giờ đấy Phạm Huấn hàng Nhật Bãi nhá. Rồi xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.